Ái mộ anh Trực lâu rồi nhưng mà chỉ nghe được có một cuốn băng tin tức của Nguyễn Hồng Vững thôi. À dạ trước dạ đúng có một lần thôi. Ở đó giờ ông bây giờ là ông ít khi nào mà public lắm mà À mỗi lần nói nghe chuyện thì nói trong trong group nhỏ dạ à không có public cho nên là cũng 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 ít ai biết chỉ là bữa huấn huấn chiều tới quán cà phê ngồi nói chuyện nó thâu nó up lên public lần đầu tiên dạ up cái đó lên public. thì anh Trị thì thâu băng nhiều với Hùng, nhưng mà anh thì là chỉ còn cuốn nhưng mà trong dịp này thì mình nghĩ là mọi người sẽ có dịp biết anh và có dịp hiểu những cái trải nghiệm của anh sâu hơn. Anh chắc là bác nói với anh về cái vụ trao đổi sách nè. Trao đổi sách sao anh Hạnh? Chắc là bác gái á, cô Thủy á. Đổi sách gì ạ? Cuốn sách mạnh hiện tại đây này, cái dịp Dạ có hồi hôm bữa mẹ có nhắn tin. Yeah, kỳ trước em có lên em xem hết cái lần nói chuyện trước á của ba dịch giả đó. Có ngồi xem hết không không xem không hết xem tập 1 2 3 4 5 5 6 gì cái nó nhảy tới 9 tìm 7 8 tìm hoài không ra tại vì Facebook nó chia ra nhiều phần quá mà tìm cho nên là coi tới 5 hay 6 gì đó cái nó nhảy tới 9 hết. Trên kênh YouTube của tôi có đăng ấy. Thì cái tựa nó cũng lung tung lắm, nhưng mà nó khác như cái sổ lên đó. Cái sổ hình như là cũng biết À người. dạ anh cũng có làm YouTube nữa hả? À vậy hả? À, Cái thấy dẫn giờ cái giờ anh em đấy. subscribe. Em cũng subscribe nhiều cái kênh về tâm linh lắm. Bây giờ có nhiều Thường bạn trẻ lắm, có nhiều nhiều bạn lắm dạ. trẻ chia sẻ tin tức Lâu lâu thấy ai hay á thì giới thiệu mấy cái kênh đó cho mọi người. Thường thường anh Hạnh follow mấy cái kênh nào ạ? Có kênh Anh Trí này à. Ý thì lâu nó mới làm. Dạ. Ý thì lâu lâu nó mới làm lần nó ít Dạ, dạ, dạ nhiều sáng lắm. nay vâng, dạ. Nhưng mình Trí cũng giỏi lắm. Dạ, chỉ lâu lâu nó hứng lên nó làm hứng thôi. Có không biết là Đức với lại anh Hạnh có follow cái trang của ông Moji không? Mình thích Moji lắm anh, thích Moji lắm. Tay này cũng cũng mập người như Jamaican hay gì đó, mà hay lắm, mình thích lắm. Ông là người Jamaican Dạ đúng rồi. ông là người Jamaican ổng hình như ổng qua bên ổng người Jamaican nhưng mà ổng ở bên Anh ổng qua bên Anh ổng học ổng học rồi sau đó ổng đi tu mà ổng đi tu ổng làm cha đó À vậy á. ổng đi tu làm cha Nhưng mà tin lành rồi hay là phải là công giáo hay là gì anh? hình như là tin lành. Tại trong nhà của ổng là tin lành tức là ổng sinh ra trong gia đình tin lành thì ổng mới qua bên và ổng qua bên Anh ổng học rồi ổng học rồi ổng mới sau đó ổng mới trở thành cha rồi sau đó ổng mới giác ngộ xong thì ổng mới hết hết làm cha luôn thì ổng giờ ổng giống như là ông thầy guru vậy thôi spirituality guru vậy thôi nhưng Hình như là mà học, dạ vâng, hình như là học cái ông gì cũng nổi tiếng bên Ấn Độ đó. Himarashi Himarashi Ramana Himarashi Mình thích ông lắm, tại vì ông nói là đi thẳng vào vấn đề, đi thẳng vào trực diện.
thích lắm. Ổng là một kiểu giống như là ổng với lại ông Eckhart là kiểu dạng giống như nói không có nói vòng vo tam quốc, không có lòng vòng, nói chuyện rất là đơn giản và dễ nghe. Ông ra băng nhiều lắm, mình rất là thích. Nghe băng thường cũng hay. Ở bên Mỹ cũng có một cái ông Adaya Santi, không biết anh Dạ có, mình có đi khóa tu của ảnh rồi, Adyacente vậy đấy. hả? Dạ. À, đi ra. Hồi hồi có New York, New York tên chỗ New York nó có cái trung tâm đó, gọi là gì? Trung tâm New York là gì? Nó có cái trung tâm nổi tiếng New York hay tổ chức những khóa tu đó, ảnh qua đó. Ở Cali đó, Adyacente. Mình cũng thích À anh đây Adyacente lắm nhỉ. Hy vọng ở Việt Nam có nhiều sách của Adyacente. Để có một cái một ông già nữa là bớt gì đó, bớt bớt gì đó, còn tên là cái gì bớt đó. À, có một cái ông bên Anh, ông nói một cái ông bên Anh, ông tên là biết anh ta. Ông nói về awareness cũng 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 khá là hay, nhưng mà ông kiểu giống như là ông rất là giống như nhà khoa học vậy đó. Giống như À vậy á. Steve là một nhà ông phân tích awareness như là một nhà khoa học Taylor à. À vậy. nghe cũng nghe những người nào mà kiểu đầu óc khoa học á thì nghe ông sẽ thấy là hợp. Ông tên là để em mở cái em coi anh nhớ cái tên ông. Nhìn mặt thì nhớ, còn giờ lấy ra À, em có nghe không? Không có thích lắm nhưng mà có nghe không? nói ra kiểu giống như là gì cũng thành khoa học hết đó. Cũng một kiểu cũng cũng ổng cũng cũng cùng một thầy với lại ông Moji đó. À vậy đó. À. Anh có biết là cái vị mà dưới ông Ramana đó là có một cái ông thầy guru nữa. Ông đó như mất rồi. À, thời thời học trò của ông Ramana Maharshi đấy. À, ông là gì, cái gì, Papaji à, đúng không? Papaji. Papaji. Mỗi lần Moji lên nói chuyện là để hai tấm hình đó là của Papaji, hai tấm hình kế bên Nhìn nhà hiền triết của Ấn Độ đấy, không biết được biết không? đó. Rồi có Ấn Độ có Krishnamurti với lại có cái ông gì mà râu dài thật dài Em biết rồi râu dài. hả? Thầy Osho, đúng rồi, Đức Đức Osho đó, Ông đúng phải là rồi. Osho Osho mất rồi, ông này còn sống. À vậy á, ông đang nói hả, đang nổi tiếng đúng không? Ông có nghe Alan Watts không? Ồ, em biết rồi, ông Guru gì đó. đạo sư bây giờ có nhiều người Wow. dịch tiếng Việt á. Yeah. Cái gì, Sadhguru. Nhưng mà Deep, Sadhguru đó, deep. Sadhguru là giống như cái title thôi, cái chức vị thôi, giống như là Guru đúng Sadhguru rồi. chức vị thôi chứ nó không phải là cái tên. Johnny thích ông đó lắm. Vậy. Johnny Sadhguru. đúng rồi, Sadhguru. Tức là guru mà cái loài gộc hay gì đó, sát mới đúng. À, sát là sát sát là một trong ba cái tính chất của tỉnh thức. À, sát sự thật, cái như sự thật sát, nó có Ông sát chích, sát chích ananda đó. Anh nghe cái từ đó, sát chích ananda, hình như sát là sự thật ông tỉnh thức hồi còn nhỏ lắm, hình như 11 tuổi á. vậy á. À, Hình như vậy đó, hình như là 11 hay 13 tuổi vậy đó, là ông tự sáng á, chứ ông không có học, không có đọc, không có gì hết. à vậy á.
Nhưng mà anh Charlie cũng cũng anh Charlie cũng đâu có thầy đúng không? Anh đâu có học thầy gì đâu đúng không? Không có thầy. À. Tại hồi xưa thì ở bên Mỹ, ở bên Cali thì cũng không có thầy gì hết, tại vì nói thầy là ba của em, nói chung À. là thầy là ba của nhưng mà ông nói gì mình không hiểu. Tại ông dùng mấy cái từ trong kinh ông nói không à, chứ kiểu như hiểu được ông nói gì như rồi cực, còn là từ cho trong 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 kinh không, cho nên là không bao giờ không hiểu muốn nói gì. Sau đó cái có sau đó thì cũng không không có thầy nào, có thầy Thích Hạnh có mấy lần đi, có qua Cali thì có đi nghe, mà tại lúc đó em nghe cũng chả có tỉnh thức gì. Mà cái mấy bài nói chuyện cũng không phải nói hướng tới chuyện tỉnh thức nữa, nói Dạ. chuyện nói nói Thầy thầy nói nói đại chúng không à, thầy Nhất Hành đó, tại vì nói về đạo đức thôi. Dạ, thầy dạ nói về đạo đức chứ không có nói về tỉnh thức, dạ không, thầy cho nên mà nói tỉnh thức là thầy Thánh Từ đó. À, thầy Thánh Từ đó với thầy Tích dạ, Duy Lực. thì lúc mà thầy Thanh Từ qua Mỹ đó thì em có đi đi chở thầy từ phi trường về nhà rồi chở thầy đi thuyết pháp, nhưng mà lúc đó là mình đã tỉnh thức rồi. À. Lúc đó thầy tỉnh thức là thầy mới qua. Cho nên là nếu nói thầy để tỉnh thức thì không có. Mình Và em tỉnh thức trước khi em đọc cái cuốn The Power of Now, á. tỉnh thức trước đó một thời gian rất là ngắn thôi, khoảng chừng chừng một một hai tháng gì đó, Vậy á. Như rồi vậy đó là sau khi như vậy là khoảng năm 2000 là mấy, 2004 à? Hay là sớm hơn? không nhớ là lúc lúc nào, Lúc đó anh còn đi học à? Có nghe trong nhớ văn Đoạn Hùng ấy, anh còn đi lúc học. còn trẻ. Dạ, À. còn đi học lúc đó em còn trẻ lắm, không nhớ lúc nào. Có một lần tỉnh thức mà mình không biết nó là cái gì, xong rồi cái đi tìm nó hoài, đi tìm không được, À, cái tìm lại đấy phải không? Tìm lại cái cảm giác đấy phải không? tìm lại cái experience đó mà tìm hoài tìm không được. Thế mà cái đó lúc là tình cờ ngồi thiền xong cái tự nhiên có một cái gì đó, nó tự nhiên mình thấy mình tự nhiên là mình không phải là mình nữa, Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nó cảm thoát giác ra khỏi cái tôi đó, nó thoát ra khỏi cái cá thể. đó. Nhưng mà nó chút xíu à, nó chừng chừng chắc chừng 10 giây à, cái mình giật mình không biết nó là cái gì đây, rồi sau đó cái em chạy ra nói ô, mới chạy ra kể lại cho ba má với lại mấy đứa em, nghe không biết nó là gì nữa, mình giống như là cảm giác nó ngộ lạ lắm, cái bên sau này tìm hoài tìm không được, tìm hoài tìm không được. Thường cái đó anh trở anh chỉ có cái từ gọi là nhã hàng. Nhã hàng Nhà hàng đó, chị nói fashion đó. nhà hàng đó. Nhã hàng Lúc mà em có em đập cuốn Power of Now xong á, mới cầm mới mua một mớ, mua cho mỗi người một cuốn đó, thì lúc đó cho chí một cuốn, chút cuốn cho bà với mẹ một cuốn, thì chí nó đọc The Power of Now nó tỉnh thức. Nhưng mà không phải là lúc đọc là tỉnh thức, nhưng mà sau này đọc lúc đó cũng không 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 được thức, đọc sau này á, nhưng mà nó bắt nguồn từ The Power of Now rồi, với lại ông Moji, em gửi nó cái video của ông Moji xong nó xem nó tỉnh thức. Nếu mà phân tích theo theo phương pháp đó thì anh trực là tỉnh thức theo cái loại mà gọi là thiền công án, tức là có một câu hỏi và nó cứ đeo đuổi mình, nó cứ đeo đuổi mình đó, là tại sao nữa, tại sao đó, đó tức là cái nghi đó, cái nghi về một cái nghi vấn đó, thiền công án đó Em thì chỉ có có một câu hỏi thôi. dạ yeah. Em có câu hỏi nó cứ theo mình hoài, muốn nói chuyện phải tìm ra câu hỏi này trước khi chết chứ. Chứ không thôi chết sẽ bực bội trong người lắm.
Là ông Phật biết cái gì mình không biết, có Ông biết cái gì mà mình không biết, và Chúa biết gì mà ông biết, về mấy ông thánh, ông Bồ Tát, ông này ông kia, họ biết cái gì mà mình không biết, mà họ cũng là người, mình cứ đặt cái câu hỏi thôi mà khó chịu, cảm thấy khó chịu lắm, cảm thấy giống như là tại sao biết cái đó lại là nó kinh khủng vậy, tại sao biết cái đó thì nó quá trời kinh khủng, mà tại nó thì cho nên mình tò mò, mình muốn biết cái đó thôi, chứ không nghĩ gì xa hơn cái chuyện đó, chỉ mỗi cái chuyện là muốn rất là hiếu kỳ, rất là hiếu kỳ, muốn muốn biết cái đó là cái gì thôi, để là đủ rồi, vậy là vui rồi. Nhưng mà đa số người ta đó là chỉ hiểu kỳ một lúc cái nó quên mất. Nhưng mà tình trạng của anh đó đâu có phải vậy không, nó đâu có buông tha cho anh đúng không, Không quên anh à. Không 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 quên có buông. Ám ảnh á, không quên ám ảnh đấy, á. lúc mà mình tức là lúc mà mình nói chung mình để cho cái tâm mình nó động rồi, mình chạy theo ngoại cảnh đồ này kia đó, thì tất nhiên mình không có tĩnh lặng rồi, nhưng mà nếu mà mình muốn tĩnh lặng á thì là mình tĩnh lặng thôi, chứ chứ mình không cần phải đi tìm lại hoặc là phải đọc sách hoặc là cái gì đó, tức là dạ, không có quên được. Với lại hồi lúc mà mọi người đi, mọi người nói phải tập hít thở và phải theo dõi hơi thở hoặc là theo dõi tư tưởng, theo dõi này kia đó, thì là lúc em thử đó, em thấy rất là mệt mỏi, nó trời ơi, phải chi làm nhiều việc vậy. Ngồi làm đủ thứ việc vậy, phải 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 theo, phải nhịn này nhịn kia, rồi phải theo dõi hơi thở vô ra, rồi nên thêm nhiều việc làm vậy, cho nên là không có thích hợp với em được, chỉ là tỉnh thức thôi, còn thôi á là không tỉnh thức, là cái bản ngã này, cái tôi này nó vận hành, còn còn không á thì bỏ cái tôi xuống thì là tỉnh thức thôi, chứ không cần phải phải theo dõi, phải phải nhịn này nhịn kia, rồi quán cái này quán cái nọ. Như vậy Thì thì cái giống anh như vậy thì như anh nói đi. tắt cái mở đèn, tắt đèn mở đèn tắt đèn này. Mở đèn nó sáng, tắt thì nó tối, vậy thôi, chứ không 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 có cái phương pháp phải làm gì cả. Không biết anh Hạnh sao. Với lúc mà nghe mẹ nói chuyện á, mẹ nói mẹ phải theo dõi hơi thở, rồi phải theo dõi tư tưởng, rồi phải buông nghĩ ra, phải buông nghĩ ra, phải buông này kia, để anh cảm thấy trời ơi, sao nhiều công quá vậy, nhiều nỗ lực chứ vậy, tỉnh thức mình đâu có cần làm gì đâu, đừng làm gì hết là xong rồi. Mình thì nó trải trong quá trình thiền tập á, thì cũng có thực ra có quá trình thiền tập của mình á, thì nó là thuần về chuyển hóa khổ đau nhiều, thành khổ nhiều lắm. Khổ rất là nhiều. Thì trong quá trình thực tập á, mình có nghĩ đến tỉnh thức, nhưng mà cứ cứ là cắm cắm cúi chuyển hóa khổ đau thôi, làm việc về vấn đề này xong làm việc vấn đề khác. Thì cái tới một cái bữa có như là nó có nhiều lần lắm, nhưng mà một lần đó thì là cách đây khoảng 5-10 năm gì đó, cũng nhớ chính xác. Sau một buổi thiền trực là thường thường là đứng đứng trong nhóm đó, là nắm tay xong rồi nhìn mặt xong rồi chào về. Thì cái tối đó đó nắm tay mọi người, nhìn có người bên phải, ủa tại sao mắt mình là nhìn cái từ người này ra, rồi nhìn có người bên cạnh cũng vậy, tức là cái mắt cái ý thức đó nó nhìn từ cái mắt của người kia qua mình, anh hiểu không? Nhưng mà mình nhận ra được đó là cùng một nguồn hết. Ủa tại sao mình là nhìn mình, tức là mình mỗi người mình chỉ đó, Đức nhìn mình, anh nhìn mình, đại khái là mọi người xung quanh đó, người nào cũng là mình hết mà nhìn lại mình, nó ngồi như vậy đó. Và nó nhận ra trong cái giây phút đó, nó nhận ra đó cái ánh mắt đó là ánh mắt của mình đó, tức là của cái ý thức đó, cái awareness đó. Và nó nhìn qua cái cơ thể này thôi. Ủa mình đến đây, ủa mình đến đây, ủa mình đến đây. Cứ như vậy đó, quanh phòng là như vậy đó. Thì mình nhận ra được á, là mình không có nằm trong cái cơ thể này, anh em. Nó nằm rộng hơn nó như vậy, mà nó biểu hiện qua những người khác.
Thì nếu mà mình extrapolate đó, mình phóng 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 lớn rồi đó, thì rõ ràng là cả 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 thế giới này, cả mọi người là mình hết, đúng không? Tại vì đâu có giới hạn người nào ra người nào đâu. Thành trong phòng mặc dù có Mỹ có 17 20 người thôi, nhưng mình rõ ra như vậy thì nếu mà nhìn rộng hết thì là mình là tất cả, đúng không? Tất cả mọi người là mình hết, và nó qua cái ánh mắt đó mà nó nhận ra được cái chung là cái đó, đó là cái tâm đó, nó À, nhìn. vậy là anh thức tỉnh qua cái tính cái thị giác. Dạ, cái biết, dạ. Thì trong trong tất cả giác quan của mình, cái mà biết á, thường thường là có những người nhìn vision này, có người nhìn cảm giác này, feeling này. Mình là trực trực giác này, cái biết trực tiếp á. Cái đó là cái bản chất của mình á, về khả năng tâm linh á. Thì đó là cách đây 50 năm, còn mới đây đấy, hồi tháng 5 đó. Hồi tháng 5 đó. Tháng 5 này à. Hồi 2019 đó, thì 2019 đó, thì là mình đi một khóa tu đó, thì trước khi đi khóa tu 1 2 ngày gì đó với một người thầy Tây phương, thì tự nhiên đó nó đang như nó ngồi ở nhà đó, cái tự nhiên nó thấy giống như là trên đầu mình nó có cái ánh trăng rồi đó, giống như vậy đó, tức là cái awareness đó, cái ý thức, cái nhận biết đó, nó như một cái ánh trăng vậy đó, nó chiếu soi xuống. Ủa, chết rồi. Ủa, năm cái này năm từ lúc nào? Thì đúng là mình thấy đấy, nó làm từ bất kỳ, nó làm từ cái thời nào rồi, tức là cái thời khai thiên lập địa nó còn nó rồi, mình nhận nó như vậy đó. Trong chết tại sao năm đấy? Và lúc đó đó, cái này nó tàn đi, cái tôi vùng nó thành cái ánh trăng đó, thì thành cái ánh trăng nó soi rồi tất cả mọi thứ, mình nhận được cái biết đó đó, cái vằn vặt của cái biết đó đó, nó có từ cái thuở khai thiên lập địa rồi, mình gọi là có từ cái thuở nào đó, từ gọi trước khi có trời đất là nó còn nó trước khi có vũ trụ là có nó đó, cái cảm giác nó như vậy đó, tức là nó cổ lắm, nó xưa lắm. Thì mình nói đó như một cái ánh trăng vậy đó, mà lúc đó là cái tôi nó phùng giống như bong bóng nước bùm, nó vỡ và nó chỉ còn lại cái không gian thôi của cái biết, mà nó vằn vặt như là ánh trăng vậy đó. Là cái đó là cũng cũng biết major awakening đó. Nhưng mà còn Mỹ đây đó, Ủa, năm năm nay đấy, anh nói anh đi, đọc cuốn anh sách, nói anh đọc cuốn sách là anh đọc lúc anh tỉnh thức rồi anh mới đọc đúng không, giờ hay là chưa, hồi đó chưa, hai à, ngàn vậy hả? sức mạnh hiện tại là 2004 lại 2005 gì đó, lúc đó chưa, À, lúc đó cách đây 15 năm, 16 năm. tại lúc là anh đọc xong anh cũng không tỉnh thức, đọc xong cũng không tỉnh thức. Đọc xong đó thì chưa tỉnh thức, nhưng mà có một cái đó là giống như là các bạn cũng như bạn chia sẻ đó, là những cái vướng mắc ở trong cái đạo Phật đó, trong những cái mình nghe mình có hiểu thì chỉ nó vỡ ra, nó giống như là nó rũ bỏ cái vướng mắc đó. Và nó hiểu sâu những cái ví dụ như là cái mà mình chấn động nhất trực là cái tiêu đề trong chương 1 á, bạn không phải là những sự cảm xúc tiêu cực. Tại lúc đó mình nhận ra đó, tôi chết rồi, mình tưởng mình là cái suy tư, mình tưởng là mình là cái cứ vòng 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 trong đầu nó cứ chạy thế này. Thằng lúc ông nói cái đó, giống như mà Mike Tyson nó knock out đó, đấm luôn tẻ lửa kinh như vậy đó. Tại vì mình nhận ra là mình rất là đồng hóa với cái suy tư của mình. Nhưng mà mình là cái biết cái suy tư. À đúng đúng, mình là cảm nhận ra cái suy tư đó đó. Thực ra đó, như vậy đó là mọi người đó trong một cái moment nào đó, một cái giây phút nào đó mà họ nhận được cái đó, nhưng mà họ không có đủ nhận thức để thấy đó là cái gì nhận ra suy tư, đúng không? Giống như Akatoli đó, cái gì nhận ra cái tôi mà muốn chết đúng không? I can just live with myself. Ta có tốn thể sống với chính thôi được. Cái gì thấy cái kia đó. Ông á, cái gì thấy cái kia đó, đúng không? À, cái gì thấy cái kia. À, khi như mình tỉnh thức rồi thì mình thấy nó obvious lắm, mà nó rất là rõ ràng ngay trước mặt, nhưng mà không tỉnh thức thì không biết nó đâu, tìm hoài không Không biết, ra. không biết.
Nhưng mà thấy rồi thì thấy nó rất là, thấy nó ý ngay trước mặt mình. Đúng rồi, mình có ví dụ mà mình nói mà mọi người không hiểu là gì. Ví dụ như bạn thích một cái cô tài tử đi, mình ví dụ cho dễ hiểu thôi. Ví dụ như là cái cô gì mà đóng phim anh chị cái gì anh, cái cô gì mà đóng phẫu thuật trong mấy phim anh ấy. Cô gì, Cô nào ta? cô mà Bà Ngô đạt Thành được Vân đấy, Ngô Thanh Vân. Giả dụ thôi, giả dụ mình thích Ngô Thanh Vân thì là cái tình thức của mình á, là nó cứ kề cận cái mã, kề mã với Ngô Thanh Vân tối ngày vậy đó. Không có biết là nó kề cận tối ngày như vậy đó, thì cái tình thức của mình cũng phải đó anh, nó kề cận mình tối ngày như vậy đó, bóng với hình nó đi theo nhau, không biết không nhận ra. Như vậy anh trực là đặt cái câu hỏi mà không biết ông Phật biết cái gì mình không biết lúc nào, anh có nhớ lúc đó anh Thôi hỏi. giờ chắc chắc lúc học học cấp 3 đó, chắc lớp 8, lớp 9, lớp 9, lớp 10 gì đó. À, Dạ, đây là khoảng mười mấy tuổi, khoảng khoảng 16 17. em có một cái nữa mà tức là không mỗi lần đi vô chùa, tức là nhà không bao giờ đi vô chùa. Nhưng mà không, nhưng mà lâu lâu á, Tết ấy, giống như là người này rủ người kia đi thì đi với bà con, hay kia thì đi vô chùa lâu lâu. Mà khi đi vô chùa á, thì rất là thích, là không phải là thích thích làm gì hết, chỉ thích ngửi ngửi cái mùi hương, mùi nhang á, thích ngửi cái mùi nhang. Thì khi mà gần tới cổng chùa đó là nghe cái mùi nhang nó bắt ra đó, thì nghe nghe cái mùi đó thì có một cái cảm giác là sao này nó quen quá vậy ta, nó quen lắm luôn, quen thuộc lắm, không 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 có cái mùi vị gì mà nó quen thuộc như mùi hương đó. Giống như là mình đã nghe cái mùi này, mình đã nghe cái mùi này trước đây nhiều lắm rồi, cho nên là cái vừa mình vừa vừa ngửi tới cái mùi này á, là tự nhiên mình cảm thấy nó rất là giống như là mình được trở về nhà á, cảm giác giống như là nó rất là gần gũi, rất là quen thuộc, mà không có biết diễn tả nó như thế nào. Mà này lúc nhỏ đó, từ nhỏ xíu luôn á, từ nhỏ xíu khi mà nghe mùi nhang là nó sao này cái mùi này quen quá vậy, mùi quen quá vậy. Thì cái đó là có một cái hiện tượng như vậy. Mà hiện tượng đó nó không có dẫn tới cái gì ngoài mỗi cái việc đó là ai ai mà rủ đi chùa thì mình sẽ thích đi, mà không phải là thích đi vô để ngồi nghe giảng hay là tụng kinh hay là để cầu xin hay gì chứ, mà chỉ vô đứng để nghe, để ngồi ngửi mùi nhang rồi đi về thôi. Thì có cái hiện tượng đó. Rồi khi mà lớn thì từ từ lớn lên đó thì nghe ba nói về kinh thì không có hiểu nổi, và bực bội lắm, bực bội lắm. Rồi nghe mấy người ta nói, mấy người mà nói là tụng, ngồi tụng mà lên tất cả 1.000 câu hay là 20.000 câu gì đó thì sẽ được cái này đó. Chú tài bi hay là gì đó hả? Chú tài bi Đó hay gì? rồi niệm Phật á, niệm Phật được cái này được kia đó, thì á là kiểu giống như là tối đi ngủ phải niệm Phật rồi này kia, thì là trong đầu của em nó rất là nó phản kháng lại cái việc đó lắm. Chỉ trong đầu của em nó là cái này vô lý quá, tự nhiên niệm Phật là tự nhiên là mình được này được kia, không có thuyết phục, nó không có mang tính thuyết phục, nó kiểu giống như là mình tin hoặc mình không tin thôi, chứ không 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 có thuyết phục. Thì từ cái đó nó mới ra cái câu hỏi là mình niệm Phật mình không có thỏa mãn, mình đọc kinh mình cũng thỏa mãn, mình không làm gì thỏa mãn hết trơn á. Mình chừng nào mình biết được ông Phật không biết gì đó, lúc đó chắc mình mới thỏa mãn được, nghĩ nghĩ là như vậy. Tức Khi là ngay nào mà cả dạ thì mình mới lúc đó mình mới thỏa mãn được, chứ giờ kiểu gì làm đó, kiểu gì làm đó mà không biết tại sao phải làm cái này nữa. Không biết để làm để được cái gì nữa. Rất là giống như mông lung mơ hồ khó chịu lắm. tức là ngay cả cái chuyện mà mình lễ bái Phật nó cũng không có thỏa mãn được, tức là cái sự sum bồ đó ha, cũng không có thỏa mãn được.
Dạ, đúng không anh? Mình cũng giống anh, tức là gia đình thì là đạo Phật, gọi là đạo Phật, nhưng mà đi khi đi chùa lắm, chỉ có Phật Đản mới chùa. Mình lớn lên ở Huế đó, chùa nhiều lắm anh, chùa ngoài Huế là kinh lắm, coi như là rất là nhiều, chỗ nào có chùa hết, nhưng mà chỉ có là lễ lớn thôi, lễ Phật Đản hay lễ gì đó mới đi thôi, lễ Phật Thần Đạo gì đó, nhưng thường thường không có đi, mà đi thì cũng đứng ngoài xa đó. Ngày xưa thì chùa thờ có cái speaker, cái loa lớn đó, thì thầy giảng đi thì nghe Anh xa. biết biết thầy Viên Minh không? Dạ có, thích lắm. Dạ thầy giảng tệ lắm, thầy giảng rất hay. Vừa rồi là có kể cho Đức á, là em biết Chí có lên lên thăm thầy, đến thỉnh thoảng có thăm thầy. Thầy nói chuyện vui lắm, thầy nói chuyện vui lắm. Vừa rồi thầy lên thì mỗi lần lên thì ngồi nói chuyện như thế chứ không có gì đó, không có làm lễ, không có vẫy, không có tụng kinh, không có làm gì, không có vô chánh điện, không có gì hết trơn. Nó là ngồi uống trà, ngồi nói chuyện tán dóc với thầy thôi. Thì là tới lâu lâu thầy kể, thì vừa rồi hỏi thầy là thầy giác ngộ lúc nào vậy thầy? Hỏi thầy là thầy lúc giác ngộ lúc nào, trong cái hoàn cảnh nào. Thì bữa có kể cho Đức cái thầy nói đó là 1972 hay gì đó, là cái chùa của thầy là ở giữa cái thung lũng mà hai bên bắn nhau, bắn qua bắn lại, pháo qua pháo lại. Thì cái chùa nó nằm ở giữa hai bên bắn qua bắn lại. Thì thầy thầy cứ nói là trời ra là mình nói, ai mà nó lỡ nó bắn, nó nhắm hụt một cái là vô chùa là chết hết, mấy là mấy ông sư chết hết, ngay mình ngay giữa cứ bắn qua bắn lại, thầy nói tối thầy ra thầy đứng ngoài thầy nhìn nhìn thấy đạn bắn vào bên đây bắn ngược lại, hai bên nó bắn qua, đạn lửa cái tracer đó, rồi pháo nó qua lại nổ đùng đùng y xèo hai bên. Thì lúc đó thầy nhìn nhìn đạn bắn qua bắn lại, cái thầy tỉnh thức. Thầy nói là lần đầu tiên thầy tỉnh À, thức. cái đó nó cũng kiểu mà symbolic ha, ấn tượng đó, cái là nó tức là giống như là hai bên giữa thiện và ác đó bắn nhau. Bắn ông lại cái này nhìn tháo bắn hồi thì tỉnh thức. Thấy không có bên nào bắn bên nào hết. Rồi sau đó thầy nói chung nói nhiều lắm, rồi sau đó thầy nói khổ lắm, vô chùa không có ai giác ngộ được hết đó, không có mấy, mấy mấy ông sư trong trong chùa không khó giác ngộ lắm, ở ngoài đời mới là dễ giác ngộ. Thầy nói vô chùa là phải, tại vì vô chùa là phải học, phải theo cái giáo trình đó, cho nên là chú tiểu vô là bắt đầu ngốn vô đầu hết, chồng kinh này tới chồng kinh kia tới chồng kinh nọ thì mới lên chức, mới tăng chức được đó, Rồi và không có lo bỏ cái đó được, à, cái lo truyền cái thống rồi. chuyện à, lo cái chuyện quản trị, làm manager của chùa nhiều hơn, quản trị đó, làm chấp Đó. hành quản trị chùa nhiều hơn là tu, đúng không? Nó bận rộn như vậy. Bận rộn lắm, mà toàn là học kiến thức, cho nên là thầy nói trời, trong cái chùa này á, là gần như là mấy 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 sư mấy ni đều là họ chưa có ai tỉnh thức hết trơn á. Khó lắm, trong chùa khó khó tu lắm, mấy cái người mà ở ngoài đời á, mới dễ tu. Mới dễ tỉnh thức. Những cái đó là Đấy, những cái đó ok, hỏi thầy. là trong cuộc mới nghe được thôi. Hỏi thầy, ủa vậy sao thầy nói vậy? Thầy nói tại vì thầy mấy lần thầy tỉnh thức đó là không có liên quan gì tới cái việc mà ngồi trong, liên quan tới việc mà đi tu hết trơn á, mấy cái việc mà tỉnh thức, mấy cái lần mà tỉnh thức đó là lúc là súng đạn bom rồi ở tù rồi này kia, không có bao giờ mà ngồi trong chùa mà tỉnh thức cái đó. Thì lúc mà gặp gặp gì đó gặp 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 khổ á, lúc mà cái tiếp cận với nỗi khổ á, với đời á, thì người ta mới tỉnh thức, mới dễ tỉnh thức, mới dễ nhận ra sự thật. Còn vô trong chùa tối ngày đọc kinh này, niệm Phật rồi đọc rồi, nói chung là không có cái điều kiện để tỉnh thức. Thì nói khó có cái điều
cái điều kiện để tỉnh thức khó lắm, tại vì không, người ta không có khổ, mà không khổ thì khó tỉnh thức đó. Mình có một người bạn tu sĩ mới quen sau này thôi, thì là bạn lại học với một cái người gọi là học trò của Akitoli đó, mà hồi mà lúc còn chưa nổi tiếng kìa, là chị đó cũng kết luận như vậy đó, tức là tu sĩ đó họ đi tu về chứ không có nghĩ tới chuyện tỉnh thức, mà họ cũng có muốn nghe cái gì về tỉnh thức à, nó ngồi đó. Tại vì nó giống như là tôi tu sĩ và tại sao tôi học với quý vị là cư sĩ, nó giống vậy đó, tức là nó có cái sự phân biệt và nó có cái đẳng cấp ở trong đó. Là bữa thầy nói, thầy nói khó lắm, cái vô mà bắt đầu phải đi học, phải có lớp có này kia, là bắt đầu là mấy thầy mấy 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 thầy mấy cô toàn là nói kiến thức không à, không có. Thầy Viên Minh cũng nhắc tới cuốn Sức Mạnh Hiện Tại, thầy cũng đọc Sức Mạnh Hiện Tại. Thầy có cuốn cũng từ từ cái từ đó từ từ cái gì đi vào cái gì thực tại đó, cái gì thực tại hiện tiền, cái something thực tại hiện tiền, thầy có cái cuốn tương tự. Có một cuốn giống giống vậy. Anh Trực có nghe thầy cái clip của thầy Thanh Từ đó, khám phá được ông chủ trên YouTube á, anh có coi gì? Hồi xưa em có xem nhiều lắm, nhưng mà em không biết là không có nhớ cái tựa của cái bài nào là bài, cái không không có nhớ cái cái này hồi đặc biệt, xưa. cái này đặc biệt là đó là thầy chia sẻ với cái tình thức của thầy trong lúc mà thầy trong đang đang nhập thất, là cái này là mình có một người bạn đó nói về thời gian đó là khoảng năm 80 gì đó à, không không lúc thầy 80 tuổi, lúc thầy 80 tuổi, tức là thầy thầy cũng giảng nhiều lắm, thầy Thánh Tư đó, nhưng mà theo như cuốn băng này thầy nói đó là giống như trước đó thầy chưa tỉnh thức. Lúc lúc thầy giống như bận rộn tu tập giảng pháp quá đó, thầy nói mình nói nhiều không mình chưa tỉnh thức, thành ra thầy nhất định phải nhập thất, và thầy nói đó không tỉnh thức không ra, giống vậy đó, giống như tôi chưa thích tôi không ra khỏi thất thì thầy tỉnh thức, và Vậy thầy là ra thầy thầy nói đó, thầy thầy đặt cái từ là khám phá được vũ trụ, anh hiểu không, khám phá được cái lên đó, nó là chủ thể của vũ trụ đó. Thầy đã. vậy là lớn lắm mấy, vậy là lúc mà thầy 80 mấy mới tỉnh thức. Dạ, thầy 80 đó, có một người bạn nói đó, lúc đó thầy 80 rồi mà đang nhập thất. Hay rồi đó. Nhưng mà ít ra đó. Dạ, Là anh trước nói. đó là chỉ nói như là nói lý thuyết thôi. Dạ, thầy nhưng mà thầy nói cũng hay, là vì sao thầy có linh tỉnh đó, tức là cũng dạ đúng như vậy không, mình nghe là thầy mình nghe mình rất là thích đó. Tức là nó có cái linh tỉnh đó, tức là trong chiều sâu đó nó biết. Nhưng mà cái cá thể đó, cái người gọi là thầy Thánh Từ đó, cái người đó thì gọi là chưa tỉnh thức, chưa gọi là chưa có ý thức về cái đó, nhưng mà nói từ cái chỗ sâu đó, nói thầy thầy giảng hay lắm, mình rất là thích những cái băng giảng của thầy, mặc dù lúc đó thầy chưa tỉnh thức. Thằng đấy lúc thầy đó thầy nói đó, trong cái clip đó anh tìm đi nghe, thầy nói đó chết rồi, bây giờ mà nói bây giờ mà giảng đó thì giống như là giống như dạng ngược lại tấm kinh nó gì đó, thầy dùng cái chữ đi, bây giờ nói là nó ngược lại không có, bây giờ nói giống như Đức Phật nói ngày xưa đó, bây giờ cái này làm sao mà dạng được. Lúc mà Đức Phật mới đi tính tính đi ra giảng đạo, cái điều mình biết làm sao mà dạng được. Thì thầy Thanh Từ cũng nói tương tự như vậy đó, tức là cái này bây giờ nói là đã đổi hết tất cả những cái mình đã nói trước đây, giống vậy đó. Cái clip đó hay đó, anh tìm khám phá được ông chủ. Khám phá gì em? Khám phá được ông chủ. Được. Được ông chủ vậy. Dạ, khám phá được ông chủ. Cái từ đó là anh tìm thế nào nó cũng ra. Thì mình rất là thắc mắc là tại vì mình nghe thầy giảng rất là nhiều, mình bảo cái băng này là lúc nào? Mà như là không không biết có cái mặt thầy trong cái băng không, mà như là có thể là thâu 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 cassette thôi, thâu thâu audio thôi. Không nhớ. Như vậy đó là lúc lúc đó là trước khi thầy đi qua Mỹ, sau khi thầy đi qua Mỹ thì có đi qua Thì Mỹ hai lần. mình nghĩ đó, mình nghĩ đó, bây giờ biết thầy bao nhiêu tuổi rồi, bây giờ đại khái đó, nếu mà anh tìm lại đó cái năm sinh của thầy và mình tính 80 tuổi là năm nào thì mình sẽ tính được.
Tại vì lúc mà thầy về Việt Nam đó thì nó có nghe cái tin là thầy vào thất và thầy sẽ không có đi có đi giảng nữa. Mình nghĩ Có nghe cái tin là cái lúc đó đó, mình nghĩ là cái trong thời gian đó đó. đó. Còn trước đó thì thầy có đi Mỹ, nhưng mà lúc mà thầy nói chuyện á thì là em nhớ là thầy đi qua với lại hai 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 người nữa, hai hai sư nữa. Thì trong một một trong hai người đó, một trong hai người á, lúc mà thầy nói chuyện á thì hai người, hai người giống như hai đệ tử của thầy ngồi ngồi hai bên, một người ở lại Mỹ luôn, ở lại San Diego luôn để lo cái chùa thầy ở San Diego. À, có phải cái tu viện Có một cái tu thiền viện viện ở có San một Diego, cái thiền viện dạ có một cái thiền viện với đó San Diego á. Dạ, em có tới đó một lần. Thì thầy đó ở lại, thầy đệ thầy nói chung là thầy đưa đưa một người đệ tử mình qua qua San Diego đó, để làm chủ trì ở đó, ở cái thiền viện đó. thì thầy Thanh Từ ngày xưa em cũng hâm mộ thầy Thanh Từ lắm, em cũng nghe nhiều văn thầy giảng. Thầy có nói là trước thầy tu thầy Pháp Hoa, thầy Pháp Hoa thì tu 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 Tịnh Độ Tông, thầy Thanh Từ thì muốn muốn tu Thiền Tông, vì thầy biết là Tịnh Độ Tông thì mọi người không không có giác, không có giác ngộ. Thầy có kể một câu chuyện là thầy đi tu theo các thầy, thầy được vào diện tăng tài ấy, nhưng mà không có thấy ai dạy tu về giác ngộ cả, mọi người chỉ có niệm Phật. Thì thầy mới rình mãi mới thấy có một vị cao tăng, buổi đêm là cứ đêm đến là ông lên trên trần, ông ấy trùm màn xuống, ông ngồi thiền. Thầy bảo chắc ông này mới là tu nghiêm túc. Thế thầy lên trên đấy thầy rình ngồi rình chờ vị đấy ngồi thiền xong thầy ra thầy đảnh lễ. Thầy bảo con muốn tu giác ngộ, nhưng mà bây giờ con thấy có mỗi thầy là ngồi thiền thầy xem thầy dạy cho con. Thế thầy kia bảo đã ngồi tôi niệm A Di Đà Phật chứ đâu ngồi thiền. Thế là thầy thầy mới thôi. Sau này thì thầy mới thầy Nhất Hạnh, hai người là thuộc nhóm tăng tài miền Nam thì có ngồi với nhau. Thì hai người bảo là bây giờ phải tu thiền, thầy Nhất Hạnh tự tu thiền, thầy Thanh Từ tự tu thiền. Thầy Thanh Từ thì được thầy Nhất Hạnh tặng cho một cái am gọi là không biết là gì, phương phương bối am, gọi là À, tên thưa quý nôm à, na tặng cho một cái quả đồi để tu. Thế thì thầy Nhất Hạnh bảo Thanh Từ là thôi về tôi với ông học tiếng Anh đi, học tiếng Anh đi để sau này đi truyền pháp cho phương Tây. Thì Nhất Hạnh thầy Thanh Từ bảo là tôi không học tiếng Anh, ai muốn học đạo Phật thì đến đây học tiếng Việt. Mình tán chuyện một tí thôi chứ mình em mình không 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 nhìn nhận về các thầy, nó cũng nó nhiều góc nhìn. Nhưng mà như vậy thì ngay từ lúc mà hai thầy còn rất trẻ, lúc đấy là đang là tăng tài và chưa 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 trải qua lần mà các thầy nói là nhập thất hay là ngộ đạo á, thì các thầy đã có một cái tâm rất lớn là đi đi truyền pháp. Nó gần như cái tàng thức về việc sẽ trở thành những bậc thầy lớn, rồi mình có thể gọi là giảng sư. Khi giác ngộ thì sẽ là thầy tâm linh, còn lúc đấy là cái tâm thức của giảng sư. Kiểu như anh Trực thích mùi hương, có thể nó là cái tàng thức về cái mùi hương biết đến từ đâu, kiếp trước bán hương hay sao. tu sĩ, hai mươi là tu sĩ, kiếp trước là từng là Bán hương tu trong sĩ nghi lễ bán hương. trước trước khi tới chùa đó tao có mấy người ngồi trước nhà trước chùa bán hương đó. Ngồi bán hương trước chùa. Sau thì năm 68 sau đấy thì thầy Thanh Từ thấy lên trên núi ở trên không, thầy nói mọi người là thầy lần này lên núi tu mà không chứng đạo thì thầy không xuống núi, thầy lên trên núi ở trên không. Em vào núi đấy mấy lần, vào chỗ thầy tu mấy lần thì có người nấu thấy thế thì nấu cơm thầy ăn. Sau thầy vào thầy tu theo theo thiền nguyên thủy ấy. Gì nhỉ? Sáu bước nó gọi là gì, lục lục diệu pháp môn, tu theo lục diệu pháp môn. Thì đến tầng thứ ba thầy bảo thầy không thể nào lên được tầng thứ tư. Thế thầy mi 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 lễ Phật thầy khóc,
thầy bảo con một lòng muốn tu giác ngộ mà không có tu qua được. Thầy khóc mệt quá, thầy ngủ mất. Thầy ngủ mất dưới chân Phật. Xong thì thấy Lục Tổ về. Thấy Lục Tổ về, thầy thấy mình đang một chú tiểu ở trong cái chùa Trung Quốc. Lục Tổ về thì đọc một bài thơ. Thầy nghe thơ xong thì thấy Lục Tổ bảo là thơ ta không bình, không trách. Thực ra em thấy thầy viết, thầy nói thế, nhưng mà em nghĩ khả năng là phải thơ ta không bằng, không trách thì mới đúng. Nó có vần bằng, vần trách trong thơ. Như thầy nói là thơ ta không bình, không trách. Thầy bảo là mình nghe xong mình không hiểu là thầy nói cái gì, Lục Tổ nói cái gì. Xong thì biến mất. Thế là thầy chìm vào cái câu đấy. Xong rồi thầy bừng tỉnh. Đấy, thầy, sau đấy thì thầy xuống núi, thầy nói là thầy ngộ đạo. Thầy và thầy bắt đầu đi dạy về thiền. Có một câu chuyện thầy kể đấy là cùng thời điểm đấy thì có mấy người Việt Nam sang Nhật Bản, họ xin thiền sư Nhật Bản dạy. Thiền sư Nhật Bản nói rằng là ở Việt Nam có người vừa ngộ đạo, thì cô về đấy mà học. Quay lại thì gặp thầy Anh Từ. Thế còn câu chuyện thứ hai là câu chuyện mà các anh vừa nói chuyện là năm 80 tuổi thì nhập thất ấy. Là lúc đấy thầy, lúc khi mà năm 68 ra là thầy đi dạy suốt. Và thầy đã dạy về, giảng về tánh không, giảng về tánh không, giảng về bát nhã tâm kinh, đúng không? Thế thì đến năm 80 tuổi thầy nói là thầy nhập thất lần này, cả đời thầy đi dạy rồi, bây giờ thầy phải tu cho mình. Nhập thất lần hai thì nói là phải không ra nữa. Ra thì thầy nói về kiến giải điên khùng, hoặc là cái khác là thầy gọi là anh trực nó tìm ra ông chủ ấy. Nhưng thực ra thầy nói chủ đề đấy là kiến giải điên khùng. Thầy giảng về, vẫn về bát nhã tâm kinh mà kiến giải điên khùng. Thế ngày xưa thì em hâm mộ lắm, nhưng mà sau đến lúc đọc xong sách SH thì cũng em chưa xem lại lần nào, chưa đọc lại lần nào. Em sau này đọc của SH với Krishnamurti, hai vị đó là em thấy kiểu mình không mình thấy nó thỏa mãn quá rồi. Không đọc thêm quá nữa, nó phải đọc nhiều. Có đọc Osho không? Em không hiểu sao nhiều người giới thiệu lắm nhưng mà chưa đọc bao giờ. Mình cứ đọc chút thì cũng thích lắm. Osho dày cũng ghê lắm. Chris có nói là bây giờ nhà thờ với chùa trở thành trung tâm giải trí. Hoặc là ông có nói thương thay cho thân phận của những kẻ mặc những bộ quần áo kỳ dị chẳng giống ai, nói rằng một đời tu hành mà chẳng biết mình đang làm gì. Có một dạo mình có cái tâm thức thế này này, tức là có người đó mình nghĩ đó, cái cảm giác mà được cứu rỗi đó, giống như là cái tâm thức nhờ một cái tha lực đó, một cái năng lực bên ngoài mình đó, cứu rỗi cho mình đó. Thành có thể có người đi đến nhà chùa hoặc đến nhà thờ đó là từ cái chỗ đó, đó. Tức là nó giống như bây giờ cứ lo chơi đi, mai mốt thế nào cũng về được nước chùa hay là về cõi tịnh độ là khái vậy đó. Tức là được cứu rỗi đó, giống như kiểu tin Phật là được cứu rỗi, là được Phật rước đi, giống như Phật A Di Đà đó, đó nên niềm tin như vậy đó. Tức là nếu mà mình tin Phật A Di Đà lúc mà mình lâm chung ấy, thế nào là cũng để rước đi về cõi cực lạc, Tây phương cực lạc, hay là bên đạo và đạo của Chúa Giêsu, tức là được về nước rước về nước Chúa là khái, tức là nó giống như một cái vé số mà sẽ được có vé đi về Mỹ hay là đi về nước Chúa hay đi tịnh độ. Nói đó giống hệt như ông Eckhart ông nói chết để biết mình không thể chết thôi, giống hệt nó cùng một, tức là một ý mà nói thành là ba cách nói khác. Ông Eckhart đâu có nói là lên niết bàn hay là thiên đàng gặp chúa trời gì đâu, ông nói chết để gì đó, gì to die is to know that there is no death. Là khi mà chết rồi thì mình biết là không có sự chết, không có cái gì chết.
giống như cái câu kia. Ông nói là biết chết trước khi cái chết tìm đến. À, lúc mà chết là cái cơ hội lớn nhất để giác ngộ, tại lúc đó đâu còn cái tôi này nữa đâu. Không còn cái tôi để bám vô nữa, không còn giữ được cái gì nữa hết, chả còn cái gì nữa để giữ hết, thì cái đó là cái cơ hội lớn nhất để cho người ta giác ngộ là lúc người ta chết. Đúng. Theo như cuốn Từ Thư Tây Tạng nó học nói như vậy đó, là lúc chết đó, nó giống như là nó bùm, nó giống như cái một giây phút nó cái tôi nó nằm gòn trong cái thể, nó bùng ra, nó giống như bầu trời vậy đó. Nhưng mà cái đó rất là nhanh, mà nếu mà không có biết trước khi mà mình chết, không có tỉnh thức trước khi chết thì ít là nhận ít khi nhận ra được cái đó, không đủ cái chánh niệm để nhận ra cái đó, không đủ cái ý thức để nhận ra cái đó. Anh nói là nếu như bạn đã bỏ cái cơ hội để tỉnh thức thì xuất hiện liên tục trong ngày. Thế nhưng mà nếu như bạn bỏ lỡ tất cả các cơ hội đấy trong cuộc đời, vẫn còn một cơ hội cuối cùng, nên là lúc bạn chết. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Bên này mình nói đấy. Nếu... À, anh nói, anh được kinh tịch nói. Nếu mà cái chết đó nó nhẹ nhàng, chứ nếu mà cái chết đó nó nặng nề á, cũng không phải là cơ hội đâu. Đúng rồi. Bận tâm, ví dụ như bận tâm với cái đau đớn của cơ thể á, ví dụ bị tai nạn chẳng hạn, nó bận tâm với cái khủng hoảng của một người bị tai nạn, không khủng hoảng người, hoặc là chưa, gọi là chưa muốn chết á, sợ chết, chưa muốn chết, đúng rồi, thì chắc cũng khó á. Dạ, theo nó là cơ hội, ừ. vé cơ hội cuối cùng thôi, không có gì đảm bảo. Đúng rồi, thậm chí là đa phần là không thành công. Đúng rồi. Ông biết Đức với anh Hạnh có biết đến cái quyển sách mà The Law of One không? Mình có nghe nói nhưng mà mình chưa có đọc, chưa nghiên cứu về, chưa biết nó là cái gì. Yeah. Anh nói đi. The Law of One thì có một cái em chưa đọc cuốn sách đó nữa, nhưng mà có xem mấy cái YouTube của một cái bạn cũng ở bên Mỹ á, bạn YouTuber bên Mỹ á, thì cái anh chàng nó cũng còn trẻ lắm, trẻ, thì anh mấy cái anh có một cái series để mà kể về The Law of One, thì đi nghe xem á, mình thấy nó rất thú vị. Thì The Law of One là nó là một cái quyển sách mà người ta ghi chép lại của một cái của nhiều buổi nói chuyện của một cái người mà lên đồng. À. Mà cái, dạ, một cái người lên đồng và cái người mà nhập vô ở Mỹ 1960 mấy, 61, 62, 63 gì đó. Thì có một cái người nhập vô cái người đó ở Mỹ và cái hồn mà nhập vô cái xác đó, nói rằng cái người đó không phải đến từ trái đất. Không phải đến từ trái đất mà là đến từ một cái thế giới khác, một cái hành tinh khác, và nhập vào cái xác của cái anh đó, cái anh chàng đó, để ngồi để mà trò chuyện, cũng như là trả lời tất cả những cái câu hỏi của người trái đất về sự thật, về tâm linh, về vấn đề tâm linh và sự thật. Giải dĩ cái cuốn sách đó nó là The Law of One, đó là cái người đó họ nói họ tên xưng là Ra, R-A. À, Ra. Dạ, và Ra xưng là Ra nói là ở trên cái trái đất này nó có rất là các bạn có rất là nhiều đạo. Nhưng mà cao hơn một tầng nữa đó thì nó chỉ có một đạo thôi, cái gọi là The Law of One. đúng rồi. Chứ nó không có đạo này đạo kia đạo nọ nữa đâu. Nó chỉ có một đạo thôi, đó là, đúng rồi, đó là đúng rồi. đạo của sự đồng nhất. đúng rồi. Cho nên là cái quyển sách là nó tự lo hoàn, mà cái quyển sách đó nếu mà đọc á, rất là khó hiểu, tại vì cái ngôn từ mà của Ra nói á,
qua cái người mà người đồng bóng đó, đó người lên đồng đó, đó thì cái từ ngữ viết bằng tiếng Anh mà đọc khó hiểu lắm luôn anh, tức là nó giống như là mình nó còn khó hiểu hơn đọc Shakespeare nữa, tức là cái ngôn từ đó nó không phải là cái ngôn từ mà mình dùng hoặc là mình xài hàng ngày đó. Cái từ khó hiểu lắm, đọc rất là khó hiểu luôn. Thì có cái anh chàng đó anh giải mã, anh có nguyên một cái series ở trên YouTube đó, anh giải mã về 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 cái quyển sách đó nhiều lắm, tức là nhiều tập lắm, có thể là mình... đó. À có thể mình biết cái anh chàng đó, không biết có phải đúng người đâu, trẻ lắm, Mỹ trắng trẻ lắm, Mỹ trắng, Mỹ trắng, mà đặc biệt đó là anh chàng này đó là cũng sinh ra trong một cái gia đình tin lành và là cũng là một sư luôn. Có tức thể là biết, tức là có thể biết cái người đó tên tên thì chữ A, chữ A có chữ K gì đó cái lục thì nó ra. À có thể biết cái tên thì bạn này cũng là mục sư, hồi xưa là bodybuilder nhưng mà lớn lên đó thì anh ta trở thành mục sư tinh lành. Rồi sau đó thì anh ta tỉnh thức, thì khi anh ta tỉnh thức xong rồi anh ta mới trở thành YouTuber để mà nói về tỉnh thức. Thì trong anh ta làm nhiều lắm, cả trăm cái episode vậy, nhưng mà có một cái series để nói về The Law of One. Nói về The Law of One, thì cái Johnny là người giới thiệu. À vậy. Johnny nó coi hết rồi xong rồi nó mới giới thiệu. Bình thường hai anh em cũng lâu lâu nghe gì thấy thú vị thì nhắn tin cho nhau, nói, ê coi cái link này, ê coi cái link này. Thì cái Law of One á là nó cực kỳ là thú vị luôn. Nó rất là thú vị. Thì anh Hạnh có thời gian anh lên anh xem cái đó. Thú vị lắm. Tức là cũng nói về tỉnh thức nha, nhưng mà ra đó thì ở ở một cái tầng lớp khác. Thì theo như ra nói đó là có bảy tầng lớp, giống như là bảy cái luân xa đó, bảy tầng lớp của cái evolution của consciousness, có nghĩa là cái thấy biết này nè, cái thấy biết, cái nhận biết này nè, nó tiến hóa theo thời gian. Nó tiến hóa theo thời gian và đến cái lúc mà nó thật là đến cái cấp bậc mà cao nhất của nó là cấp bậc 7. Thì lúc đó đó là nó đồng nhất với tất cả. Nó là một, nó là non duality, không còn hai nữa, không còn cái gì nữa hết ngoài nó ra. Thì lúc đó đó mới thật sự là chỉ có một. Còn dưới đó nó có cấp số 6, số 5 tới số 1. và ra nói là ra ở từ cấp số 5, ở cái tầng lớp số 5 hay là tầng lớp số 6 gì đó, trở về trái đất để mà nói về cái chuyện này cho mọi người nghe. Và ra không có cái body, không có cơ thể. Tức là cái cơ thể của ra đó nó là ổng gọi là love and light. Tức là tình yêu và ánh sáng. Cái cơ thể chỉ diễn tả được là như vậy thôi, tại vì nó không có một cái physical being. Nó không có một, nó không có cái body giống như là người trên trái đất. Thì nhưng mà ở tầng số 5 cái tầng lớp số 1 á, theo như Ra nói đó là cái consciousness, cái awareness mình nó ở một cái mức độ cơ bản, một rudimentary nhất đó, là nó là đá, là tức là những cái đất cây, không phải cây, là tầng lớp thứ hai đó, đá đất rồi sắt rồi này kia đó, là nó có cái rudimentary consciousness, nhưng mà nó rất là cơ bản đó, thì nó là tầng thứ nhất. Giống như là lửa, là gió rồi này kia đó, đều có consciousness hết, nhưng mà cái consciousness này nó cực kỳ là rudimentary, nó cực kỳ là thô sơ. Vâng. Rồi tới cái tầng lớp thứ nhì á, tầng lớp thứ nhì của cái consciousness á, sau khi mà nó làm bất
nó là đất lửa gió cát núi đá đâu này kia, một thời gian hàng triệu 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 tỷ tỷ năm gì đó, thì bắt đầu nó tiến hóa từ từ, nó tiến hóa và nó tiến hóa tới cái tầng lớp thứ hai. Thì ra nói cái tầng lớp thứ hai á là nó bắt đầu từ là cây cối đó, cây cối cái bắt đầu nó trở nên từ từ nó thành côn trùng rồi này kia, nó bắt đầu từ từ đó là thành động vật đó. Thì động vật nó những cái có những con đó, thì cái consciousness nó rất là rudimentary, nhưng mà từ từ nó tiến hóa và nó trở thành những cái con động vật rất là khôn. Bắt đầu nó cái level of consciousness nó có cảm xúc, nó nhớ, nó biết, nó biết rồi đến này kia nọ, nó gần, nó rất là gần với lại con người đó, như là con cá heo rồi chó rồi khỉ đồ này kia đó, nó những cái con vật đó. Và cái consciousness đó, nó dần dần nó tiếp tục tiến hóa tiếp, và nó tiến hóa nữa cho đến cái thời gian đó, khi mà nó đầy đủ đó, thì nó trở thành con người. Tức là con người là tầng lớp thứ ba trong bảy cái tầng lớp thì là con người. Thì con người bắt đầu cũng dần dần tiến hóa từ từ, tức là sẽ có người đi trước, người đi sau. Có người là sẽ phải tốn nhiều kiếp nữa, còn có người mà tỉnh thức là mình đã trải qua rất là nhiều kiếp rồi. Và nói là cái đó là cái sự tiến hóa mà nó chỉ đi tới thôi, nó không có đi lùi. Đó, tức cái consciousness của cái awareness nó tự nó thiên nhiên nó là như vậy. Khi mà bắt đầu nó nhúc nhích, nó di chuyển thì nó sẽ học. Tức là cây cối đồ này kia nó đứng yên thì nó không học được, nhưng mà khi mà nó thành thú vật thì nó bò, nó đụng cái kia, nó bắt đầu nó biết đau biết này kia, bắt đầu tiến hóa. Con người làm cái này làm cái nọ đó, thì bắt đầu cái consciousness nó mở ra đó, nó tiến hóa từ từ cho đến cái lúc con người bắt đầu nhận ra sự thật đó. Thì nếu mà cái người nào mà nhận ra sự thật trong cái kiếp này á, thì Ra nói đó là sẽ lên cái tầng thứ tư trong cái sau khi chết đó. Và ở cái tầng thứ tư á, tại vì nhận ra sự thật rồi đó, cho nên là cái consciousness mình nó không có đòi hỏi phải có một cái body nữa. Nó không có nhu cầu phải có một cái body để nó trải nghiệm, để nó có cái 6 cái giác quan để nó ăn, nó uống đồ này kia. Nó không cần cái đó nữa, tại nó nhận ra sự thật là không phải là cái body này, nghĩa là một cái dụng cụ nó mượn thôi. Đó, nó mượn để nó trải nghiệm tỉnh thức thôi. Đó. Một khi nó không cần thì nó sẽ không hóa thân không có cái body này. Khi không có cái body này á, thì nó không cần ăn, không cần uống, không cần gì hết. Nó là một cái hình thức, Ra nói nó giống như là một cái nguồn năng lượng vậy đó, nhưng mà nó vẫn là cá thể chứ nó chưa có hòa nhập, nó chưa là tổng thể, nó vẫn là individual nha. Thì ở cái tầng lớp thứ tư này á, thì Ra nói là nó giống như là tất cả cái entity dùng cái từ entity chứ không phải là human hay là gì nữa, là một cái entity như vậy đó, tất cả cái entity đều là tỉnh thức hết đó. Và không có cái body này cho nên là cái tầng lớp thứ tư sống rất là lâu lắm. Cơ thể ánh trắng, light body. Bắt đầu tới năm, tới năm, lên tới tầng lớp thứ năm là tầng lớp của Ra, rồi bắt đầu lên tới tầng lớp thứ sáu, rồi mới tới bảy, thì bảy mới là thượng đế, là hết thượng đế đó, là dạ thượng đế đó, dạ là chấm hết đó. Thì á, cái con người á, là Ra nói á, là cái đời sống của, tức là kiếp người á, kiếp cái consciousness mà nó luân hồi trong cái cơ thể của con người á, là cái giai đoạn, cái tầng lớp thứ ba đó là cái giai đoạn ngắn nhất của giai một, một tới bảy. Một á, thì nó thằng chứ bằng triệu 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 năm gì đó, nhiều lắm. Rồi tới hai cũng rất là dài, nhưng mà cái ba đó thì ngắn nhất trong bảy cái.
rồi tới 4, tới 5, tới 6, tới 7. Thì người ta mới hỏi là ô vậy thì Phật á, ổng ở tầng lớp thứ mấy? Thì Ra mới nói là Phật ở tầng lớp thứ thứ 6. Thế là Buddha là ở tầng lớp thứ 6, nhưng mà ổng choose để trở về tầng lớp thứ 3 để mà độ. Đó. Còn hỏi vậy là Jesus là thứ mấy? Thì ổng nói là Jesus là ở tầng lớp thứ 5. Đó, ổng cũng là một vị Bồ Tát quay ngược trở về cái tầng lớp thứ 3 để mà độ. Thì ổng nói là rất là nhiều người ở ở trong cái trái đất này nè, ở trong cái tầng lớp thứ 3 này nè, khi có cái human body này nè, là đã là ở tầng lớp số 4, số 5, số 6 rồi mà quay trở về đây để độ lại, để giúp cho con người tỉnh thức. Với một cái lý do đó là cái tầng lớp thứ 3 này là cái tầng lớp khổ nhất. Cái tầng lớp thứ 1 với thứ 2 nó không có biết khổ. 4, 5, 6, 7 cũng không khổ luôn. Chỉ duy nhất là có một cái tầng lớp là khổ thôi, là cái tầng lớp thứ 3, Ra nói. Đó. Chỉ duy nhất. Và cái tầng lớp thứ 3 này đó là cái tầng lớp mà cực kỳ đặc biệt nhất trong, 7 cái tầng lớp. Thì anh Hạnh với Đức mà có thời gian thì nghe mấy cái nói như đó thôi, quảng cáo như đó, nhá hàng như đó thôi. Anh Catholic có nói về cái cuốn gì đó, Miracle, Course in Miracle đó. A Miracle. Mình có mua một cặp, một cuốn dạy đọc không hiểu. Nó cũng nói cũng bí hiểm lắm, cũng khó hiểu lắm, không có trực tiếp được đâu. Rất là khó hiểu, giống như chắc giống con lò của anh cho anh nói đó. Nó khó hiểu lắm. Phải có người diễn giả đó, phải dịch ra mới hiểu được. Anh Trực có chia sẻ, có muốn chia sẻ cái những cái có khó khăn, anh có biết có khó khăn gì về cái tôi tâm linh không? Nó thực tập như thế nào? Anh có muốn chia sẻ chút? Cái tôi tâm linh dạ, tôi tâm linh là lúc mà mình mới tỉnh thức á, thì là mình vẫn cho là mình tỉnh thức, mình thấy mình tỉnh thức, mình thấy là mình là người tỉnh thức, nhưng thật ra tỉnh thức là tỉnh thức chứ không có cái mình tỉnh thức, không có cái body tỉnh thức. Thì là em nghĩ là giai đoạn đầu tiên của cái người tỉnh thức đó là họ nghĩ là họ tỉnh thức, tức là cái cơ thể này nó tỉnh, cái tôi cơ thể này nó tôi vậy, cái tôi này nó tỉnh thức, cái tôi này awakened person. Dạ, cái tôi này nó sáng, cái tôi này nó thấy, cái tôi này nó biết, kiểu vậy đó. Tôi đặc biệt, tôi awaken vô. Dạ. Chứ không phải là tỉnh thức xảy đến tôi, mà là đó, kiểu như là mình chỉ xảy ra trong tỉnh thức thôi. Nhưng mà lúc đó thì mình nghĩ là tỉnh thức nó xảy đến với mình, mà nó không xảy ra cho những người khác. Nó xảy ra đến với mình, cho nên chỉ có ở đây mới là tỉnh thức thôi. Đúng rồi, mình là bậc tỉnh thức. Dạ, mình là người tỉnh thức đó, và mình, tức là cái tôi này nó tỉnh thức. Dạ, nhưng mà cái tôi này nó đâu có tỉnh thức. Tôi này tỉnh thức lúc nào nó cũng là tỉnh thức rồi, nó chưa bao giờ là mới được cái tôi này tỉnh thức. Nó không phải là phải có cái tôi này thì cái tôi này một ngày nào đó mới được tỉnh thức, thì lúc đó cái tỉnh thức mới bắt đầu. Thì lúc đó là cái lúc mà mới tỉnh thức thì mình nghĩ như vậy, mình nghĩ là cái tỉnh thức nó bắt đầu lúc mà mình bắt đầu tỉnh thức. Nhưng mà sau này thì mình mới thì hiểu sâu hơn thì mình biết đó là tỉnh thức nó đã là tỉnh thức, nó bất di bất dịch, bất diệt, chưa bao giờ sinh ra, chưa bao giờ tử, nó luôn luôn là như vậy rồi. Chỉ có mình có nhận ra, mình nhận ra mình trở về hay không thôi, chứ không có cái tôi nào tỉnh thức cả.
thì có một cái thời gian cũng như vậy. Thế thì có thể gọi cái đó là cái tội tâm linh, hoặc là các cái danh từ mà xưa hơn nữa là cái gì, cái đại ngã đó. Giống như là giống như người ta tu cái người ta rơi vô cái đại ngã đó, tức là có một cái vẫn có một cái không, vẫn có một cái gì đó, nó vẫn còn một cái gì đó, nó thấy, nó biết, nó này kia. Nhưng mà sau đó thì em mới thấy được tức là nó không có một cái gì đó, nó thấy, nó biết và nó muốn gì đó. Giống như là mới đầu mình nói là cái này nó muốn biết nó là gì, cho nên nó phải manifest thành thành hình tướng để nó nhận ra nó là gì. Tức là tỉnh thức nó không bao giờ biết được nó tỉnh thức, cho đến khi nó manifest thành người thì lúc đó nó mới nhận ra được là nó là tỉnh thức. Giống như là con mắt nó sẽ không biết nó là gì, cho đến khi nó phải nhìn thấy một cái gì đó thì nó mới biết được nó là cái thứ mà nhìn thấy. Như là cái lỗ tai mình á, nó không biết là nó là cái để nghe, cho đến khi có tiếng động. Khi có tiếng động rồi nó mới biết là tôi là cái hay là một tấm gương. Nó không biết nó là cái gì cả, tại nó đâu có nhìn cái tấm gương, nó đâu có nhìn được nó đâu. Nó không nhìn được nó cho đến cái lúc mà có một cái vật gì đặt cái trước nó đó, thì lúc đó nó phản ảnh cái vật đó, nó mới biết được tôi biết tôi là gì rồi, tôi là cái vật phản ảnh. Thì giống như là mới rồi em là tỉnh thức nó cũng vậy. Tức là em nghĩ là ok, tỉnh thức là một cái mà nó rất là muốn biết nó là gì, mà nó không thể biết được nó là gì, tại vì nó không có hình tướng cho nên không biết được, cho nên nó phải manifest thành form. Khi nó form nó thì lúc đó nó mới tỉnh thức được, thì là cái này là đúng, tại vì á chỉ có con người mới tỉnh thức thôi. Chứ như là theo ra nói là con người là tỉnh thức rồi bắt đầu 4, 5, 6, 7, còn ở dưới thì nó chỉ là theo cái sống theo cái bản năng, cái DNA của nó thôi. Thì nếu như mà tỉnh thức, nếu mà sự thật không có cái không có hình tướng, thì làm sao mà sự thật nhận ra mình là gì được, đúng không anh? Làm sao con mắt nó biết nó là cái đang nhìn thấy nếu mà nó không có cái gì để nó nhìn thấy hết? Cho nên là phải có cái này, có cái kia, có cái nọ, thì nó nhìn thấy được cái này, cái kia, cái nọ rồi thì nó mới một ngày nó sẽ nhận ra được bản thân nó là cái thứ mà đang nhìn thấy hết tất cả. Giống như là không gian vậy đó, mình sẽ không biết là có không gian, không có khái niệm về không gian cho đến khi có hai cái chấm. Có cái chấm này, có cái chấm này, lúc đó chúng ta mới có cái khái niệm về không gian. Thì lúc đó em nghĩ vậy, em nghĩ là ok, cái sự thật nó không bao giờ biết được nó là sự thật cho đến lúc nó hình tướng, nó manifest. Khi nó có cái trải nghiệm, nó có cái body, nó có cái awareness thì nó mới biết là nó có awareness. Tại vì nếu như mà cái awareness này mà nó không có nội dung á, nếu cái awareness của mình mà nó không có nội dung á, thì nó không bao giờ biết nó là awareness. Tại vì không có cái gì để awareness á, thì làm sao nó biết nó là awareness. Cho nên là nó phải cần hình tướng, nó phải manifest thành cái form này, cái form kia, cái form nọ. Thì qua tất cả những cái form này á, nó nhận ra nó là cái nó nhận ra cái bản chất chân thật của nó. Rồi hồi xưa đó, khi mà em nghĩ tới đây á, khi mà tỉnh thức thì em nghĩ vậy đó, thì á em nghĩ là cái này nó vẫn còn bị vướng ở cái đại ngã, nó vẫn còn cái nó muốn biết nó là gì, cho nên nó muốn trải nghiệm bản thân nó, nó muốn hiểu nó là cái gì, cho nên nó manifest ra thế giới
và khi nó manifest ra như vậy, khi nó mới trải nghiệm được, nó mới biết được à mình là cái awareness. Còn trước cái đó không có nội dung, cho nên nó không biết nó là awareness. Nhưng mà sau này thì em mới nghĩ là cái đó là cái đại ngã. Tại vì cái sự thật đó, nó không có muốn gì hết á. Nó cũng chả muốn biết nó là gì luôn. nó đâu có cái nhu cầu mà tôi phải biết tôi là cái gì. Nó không có cái nhu cầu đó. Nó chưa bao giờ có cái nhu cầu là tôi phải biết là tôi là cái gì cả. Đó. thì lúc mà em nghĩ đến đó đó thì em mới thấy là đó mình giống như mình thỏa mãn hơn á, mình tự nhiên nó có một cái gì đó nó nhẹ hơn. Cái lúc trước em vẫn, ví dụ khi đọc xong cuốn Power of Now, em vẫn suy nghĩ về cái now và cái consciousness và cái awareness đó, và nó là cái gì đó, và nghe Moji nói, Moji có một cái bài nói, Moji nói là ok, trước khi có hình tướng, tại vì tất cả hình tướng đều, tức là nguyên một cái vũ trụ này á, mà cái gì có hình tướng là nó có cái điểm khởi đầu, có cái điểm bắt đầu của nó. Có nghĩa rằng trước khi nó bắt đầu, trước khi cái vũ trụ này bắt đầu, trước khi có hình tướng bắt đầu, không thì á, chưa có một cái gì mà hiện hữu hết, tức là the void đó. The void hay là emptiness. Thì lúc đó đó, awareness nó không có cách nào nó biết nó là cái gì cả. Nó không thể biết. Tại vì không có nội dung thì làm sao nó biết được là nó aware cái gì. Cho nên nó không biết là nó là cái giống gì luôn. Thì lúc đó, mà nếu như awareness nó không biết nó là cái gì, và nó cũng không ý thức nó là awareness, thì lúc đó cũng không thể nói rằng là tức là không thể nói gì hết. Lúc đó không có cái gì để nói, chẳng có cái gì để nói. đúng không anh? Mình chỉ biết là sau này mình tỉnh thức rồi mình biết là lúc đó vẫn là mình. Lúc đó vẫn là mình, tại vì chưa có cái gì để mình aware thôi. Chứ awareness đó, nó vẫn là awareness. Cái giây phút mà hiện tại này, cái mà Eckhart nói là the now á, thì nó vẫn là the now. Nó cũng không có thay đổi gì cả, nó cũng lúc nào nó cũng now. Và lúc nào nó cũng như vậy. Nó không có hình tướng, cho nên nó không có aware gì cả. Nó không có experience cái gì hết, cho nên nó không có cái gì để nó biết. Bây giờ thì là tất cả mọi thứ là nguyên cái vũ trụ, thì nó quá nhiều thứ. Nó quá nhiều thứ. Và từ cái manifestation của form, thì awareness mới nhận ra cái bản chất của mình. Cuối cùng awareness mới nhận ra mình là gì. Đó. Là bởi vì qua những cái nội dung mà awareness nó aware. Đó, từ đó nó nhận ra nó, như giống như là qua tiếng động vậy đó, thì cái lỗ tai mình nó nhận ra nó là cái đang lắng nghe. Như vậy. Nếu mà từ lúc mình sinh ra đời, mình mở mắt ra mình không thấy một cái gì cả. Mình không thấy một cái gì cả, không có cái gì để thấy ở ngoài vũ trụ, không có một cái gì để thấy, chỉ có con mắt mình thôi. Ví dụ như vậy nha, giả sử như mình sinh ra và không có thế giới, không có vũ trụ, không có cái gì để thấy cả, thì con mắt này nó sẽ không bao giờ biết nó là cái thứ để nhìn thấy. Nó không bao giờ thấy được, nó không bao giờ biết nó là cái gì cả. Cho đến khi có một đốm sáng xuất hiện, rồi hai đốm sáng xuất hiện, rồi ba đốm sáng xuất hiện, từ từ. Mới đầu thì nó sẽ dính vô cái được thấy thôi. Đúng không anh? Mới đầu con mắt nó chỉ là nhìn
những cái được thấy thôi, chứ nó không có thấy cái đang thấy. Nó chỉ thấy là tôi thấy cái đốm sáng này, tôi thấy cái đốm sáng kia, tôi thấy cái đốm sáng nọ. Nhưng mà đến một lúc nó sẽ biết được á, là nó mới là cái thứ quan trọng nhất, tại vì nó là cái thứ mà đang thấy. Nếu không có nó đang thấy á, thì không có một cái đốm gì ở ngoài kia mà hiện hữu cả. Không có một cái ngôi sao gì ở ngoài kia hiện hữu cả nếu không có cái đang thấy của nó, cái khả năng đang thấy của nó. Không có cái sự nhận biết, không có cái sự nhận biết thì không thể có cái gì hết. Không có gì hết, không có gì ngoài kia cả. Cho nên là Mochi có một cái bài nói để dẫn nói từ cái lúc mà chưa có cái gì hết, tới con người. Và con người á, thì lúc đấy con người mới bắt đầu mới tao biết tao là gì rồi. Đó, cho nên là khi mà tao biết tao là gì rồi đó, thì mới nói là thì ra đó là tao rất là muốn biết tao là cái gì, cho nên á, tao phải manifest thành vũ trụ để tao được trải nghiệm bản thân của tao, để rồi để tao nhận ra tao là cái gì. Thì lúc đó em nghe em nói wow hay quá, nhưng mà sau đó em vẫn bị kẹt. Em nói là nếu như cái này nè, cái sự thật này nè, nó có cái nhu cầu để biết nó là cái gì không? Nó có bao giờ một ngày nào đó tự nhiên không, chưa có cái gì hết, cái nó ngồi đó nó nói tao là gì ta, cái nào nó mới manifest ra cái này kia nọ. Thì là anh nghĩ là chỉ có con người mới muốn biết sự thật là gì thôi, muốn biết bản chất mình là gì thôi. Khi mà mình có cái form này là mình muốn biết, nhưng mà sự thật thì nó đã là sự thật rồi, thì nó không cần phải biết nó là gì. Sự thật thì không cần phải biết sự thật là gì, tức là nó chỉ là being như vậy thôi, nó vậy là nó vậy thôi, giống như Chúa nói vậy, I am that I am, hay là cái gì đó, Eckhart nói là truth is vậy đó. Nhưng vậy là nó vậy đó. nó không có nhu cầu, nó không có thắc mắc là nó muốn biết là nó phải là gì cả. Nhưng mà Ra nói đó, nguyên một cái evolution của consciousness đó, là 1 2 4 5 6 7, 1 2 4 5 6 7, lúc nào nó cũng là nó lúc nào nó là cũng là như vậy. Thì nó là một cái vòng tròn, nó cứ lặp đi lặp lại như vậy hoài, nó cứ trải nghiệm nó, nhận ra nó, cái nó lại khi nó lại quên. Trải nghiệm nó, nhận ra nó, quên, ra nó. Quên mình là cái gì vậy, cứ lặp lại vòng nó cứ trải nghiệm nó liên tục vậy đó, mà thể mà nó khi mà nó thành một cái cá thể, một cái form nào á, thì nó sẽ trải nghiệm của cái form đó. Ví dụ như cái cây thì nó sẽ sống cái cuộc sống của cái cây. Ví dụ nó là con sư tử thì nó sẽ sống, nó sẽ trải nghiệm cái cuộc sống của con sư tử. Nó ví dụ như nó là con khỉ thì nó phải trải nghiệm cuộc sống của con khỉ. Nó là con người thì nó sẽ trải nghiệm cuộc sống của một con người. Nó bị cột vô cái form. Tức là cái consciousness này á, một khi mà nó manifest thì nó không còn vô thời gian và tức là nó bị cột vào thời gian và địa điểm. Khi mà nó manifest thành một cái hình tướng thì nó sẽ cột vô trong cái đó, và nó được trải nghiệm, và nó bắt đầu nó tiến hóa từ từ lên tới số 7. Cái này trở về cái thể đồng nhất đó, rồi xong rồi kia nó lặp lại.